Tin chính thức: bắt hai cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn. Như vậy là cuối cùng, sau nhiều năm trốn tránh và né tránh, hai bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đã chính thức khoác áo Juventus. Ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn, cựu bộ trưởng, đã bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về những sai phạm trong dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobile Phone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu AVG. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đang điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông Mobile Phone và các đơn vị có liên quan theo quyết định khởi tố vụ án số 26C46B13 ngày 10 tháng 7 năm 2018. Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 23 tháng 2 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét khẩn cấp đối với ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn, hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, về cùng một tội danh là vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 220 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hai ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn đều bị điều tra về những sai phạm trong đại dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobile Phone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu AVG. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vụ 3 đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Ngày 23 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên đối với hai bị can, đảm bảo an toàn đúng quy định pháp luật. Trước đó, ngày 10 tháng 7 năm 2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C46 đã khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 220 Bộ luật hình sự năm 2015, xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông Mobile Phone thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan. Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để tạm giam đối với Lê Nam Trà, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Viễn thông Mobile Phone, ông Phạm Đình Trọng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng với tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, quy định tại cũng khoảng 3 điều 220 Bộ luật hình sự năm 2015. Hai vị bộ trưởng này có thể được coi là những người đàn em thân tín của Nguyễn Tấn Dũng. Liên quan đến sai phạm của ông Nguyễn Bắc Son, ngày 2 tháng 6 năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát đi thông báo kết luận rằng những sai phạm quanh thương vụ Mobile Phone mua AVG. Theo đó, ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Nguyễn Bắc Son đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, có biểu hiện áp đặt, thiếu dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, không bàn bạc, không thảo luận trong tập thể Ban Cán sự Đảng, trực tiếp chỉ đạo và quyết định nhiều nội dung liên quan đến các dự án không đúng quy định, ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và giao cho cấp dưới một số văn bản liên quan đến dự án có nội dung trái quy định, không đúng nhiệm vụ được phân công, thiếu chỉ đạo, kiểm tra và quá trình thực hiện dự án còn nhiều vấn đề, đã để xảy ra rất nhiều vi phạm. Ngày 12 tháng 7 năm 2018, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 đã họp và xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son. Bộ Chính trị đánh giá ông Nguyễn Bắc Son là người chịu trách nhiệm chính
trực tiếp chỉ đạo và quyết định nhiều nội dung liên quan đến đại dự án mua cổ phần AVG không đúng quy định. Còn ông Trương Minh Tuấn, lúc đó là thứ trưởng, là cấp dưới trực tiếp được ông Son giao cho ký một số văn bản có nội dung trái quy định. Ngày 4 tháng 10 năm 2018, tại Hội nghị Trung ương 8 khóa 12, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản đã chính thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Bắc Son bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 và Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ năm 2011-2016. Trong phiên họp thứ 28, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 10 năm 2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam khóa 14 đã quyết định xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ từ 2011-2016 của ông Nguyễn Bắc Son vì có sai phạm liên quan đến dự án Mobile Phone mua AVG. Ngày 26 tháng 10 năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định số 1433/QĐ-TTG thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016. Đối với ông Trương Minh Tuấn, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 5 năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận ông Trương Minh Tuấn là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng. Ông Trương Minh Tuấn cùng chịu trách nhiệm về những sai phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Tuấn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng, lãnh đạo không hiệu quả trong quá trình được phân công chỉ đạo thực hiện. Cụ thể là thực hiện các dự án và ký các quyết định mang số 236/QĐ-BTTT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, phê duyệt dự án và một số văn bản có liên quan trái quy định, có văn bản còn không được nhiệm vụ phân công nhưng vẫn cứ ký. Với cương vị là Ban Cán sự Đảng, là Bộ trưởng, từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 5 năm 2018, ông Trương Minh Tuấn chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng nhiệm kỳ 2016-2021. Những vi phạm của Ban Cán sự Đảng, Bộ Thông tin và Truyền thông gồm ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn, ông Phạm Đình Trọng và của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Mobile Phone cùng với các ông Lê Nam Trà, Cao Duy Hoài là hết sức nghiêm trọng. Vi phạm của ông Phạm Hồng Hải là nghiêm trọng, đã làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến hoạt động và quá trình cổ phần hóa của Tổng Công ty Mobile Phone, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng Cộng sản và Bộ Thông tin Truyền thông, gây bức xúc rất lớn trong xã hội, đến mức phải xem xét và phải xử lý kỷ luật. Ngày 12 tháng 7 năm 2018, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 họp xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Trương Minh Tuấn. Bộ Chính trị đã quyết định kỷ luật ông Tuấn với hình thức là cảnh cáo và cho thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ thuộc Bộ Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021. Bộ Chính trị đã ra quyết định số 806/QĐ-NS-TW ngày 16 tháng 7 năm 2018 kỷ luật ông Tuấn. Tiếp đó, ngày 23 tháng 7 năm 2018, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Việt Nam ông Trần Đại Quang đã ký quyết định số 1261/QĐ-CTN tạm đình chỉ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn. Vừa qua là những tóm tắt về sai phạm của ông Trương Minh Tuấn và ông Nguyễn Bắc Son, hai cái vị Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông có thể coi là hung thần của giới truyền thông tự do, là những kẻ gây ra nhiều ác nghiệt nhất cho những người hoạt động, những nhà đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, khi chính hai ông này
là những kẻ biệt miệng bao nhiêu nhà hoạt động, đồng thời bỏ tù biết bao nhiêu người vì những bằng chứng của bộ này đưa ra. Khi có những quyết định như tạm đình chỉ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn, mà do ông cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký, là những dấu chỉ nhà cho thấy phe không thích ông Tuấn, ganh ghét với ông Dũng đã lao vào cuộc chiến và quyết đẩy ông Tuấn xuống vực sâu của cuộc đời và sự nghiệp chính trị của mình. Từ lúc đó chúng tôi đã cảnh cáo rằng ông Trương Minh Tuấn có thể sẽ bị bắt trong nay mai. Lúc đó một số người còn giải biểu rằng làm gì có cái chuyện đó. Thế nhưng sự thật là với những tội trạng của ông Trương Minh Tuấn và Nguyễn Bắc Son thì nhà đá câu lạc bộ Juventus đang chờ đón là hợp lý. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Vogue TV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến những diễn biến này. Và cũng mong quý vị hãy góp ý, hãy chia sẻ với chúng tôi, cho chúng tôi biết quan điểm của quý vị về những nhân vật này ở ngay phần bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.